Nó điên, nó điên, nó điên, nó thất bại, nó điên. Thiệt á, nó thất bại nhiều quá, nhưng nếu nghĩ quẩn ông ha. Chứ gì nữa, tôi nói thiệt với bà nha. Nếu mà nó có mệnh hệ nào. Mày bình tĩnh, mày bình tĩnh. Bà hả? Trời, coi tôi nè. Ủa? Hết hồn. Ủa sao giờ tự nhiên không ngủ rồi đi xuống đây chi vậy? Tôi hỏi bà câu đó mới đúng. Sao tự nhiên giờ không ngủ ra ngồi lấy bánh ăn? Buồn quá, ngủ không có được. Nằm lăn qua lộn lại. Mà càng nằm thì càng đói bụng. Ra đây ngồi lấy bánh ăn. Mà sao ông không ngủ đi, ra đây. Tôi cũng ngủ không được. Ông suy nghĩ gì? Suy nghĩ gì? Cuộc đời của tôi. Cha đây ngồi con mắt chớp chớp. Vậy là thấy người ta ở trong đó người ta ngủ đi. Nói thiệt, anh ở với bà đẻ ra mấy mặt con. Cho tôi nhìn con cái nhà mình. Không có đứa nào mà nó làm ăn khá. Cha nó con trai nhờ đức mẹ. Trời ơi, mà chưa thấy nó con trai sao ngóc đầu lên không nổi vậy trời. Tôi đang ăn ông nói tôi mắc nghẹn luôn á. Hả? Nghẹn hả? Ừ. Tôi không phải ý tôi đổ thừa bà đâu. Nhưng mà tôi thấy tôi buồn. Sao cứ làm cà trầy cà trắc cà trầy cà trắc. Không có dính phát nào hết trơn rồi. Kỳ cục đó. Tôi cũng vậy, nằm suy nghĩ thấy con nó cũng chịu khó làm ăn lắm. Ừ. Và nó làm đâu cũng rớt đó. Nó suy nghĩ hoài. Buồn, uống được. Cộng phần vợ chồng mình cũng lớn tuổi rồi. Ừ. Hả, mất ngủ cái là nó đi luôn trắng đêm á. Đúng rồi, giờ khó dỗ giấc ngủ lắm. Cho nên tôi tánh tôi giờ hồi nhỏ ở khác. Giờ lớn, nằm kế bên bà khiêu tôi cái là tôi thức trắng luôn. Nhưng nó sao? Kỳ cục lắm. Tánh tôi giờ không biết sao. Ông quỷ ma quá. Quỷ ma gì? Đâu mà nói rồi răng răng. Bà khiêu tôi cái tôi thức trắng. Xạo ngủ không được rồi nói đại đi. Với ông có chứng bệnh của ông đừng có đổ thừa tôi. Bệnh gì? Đi tiểu đêm. Đêm đi 4-5 lần. Ủa, ba mẹ chưa ngủ nữa hả? Ủa, con? Sao con không ngủ mà còn giờ còn ra đây? Con biết giờ mấy giờ chưa Trúc? Dạ, dạ biết. Bà, ý là con ngủ không được, định ra đây may đồ. Trời đất ơi, thôi đi ngủ đi, còn đi làm nữa con ơi. Tối may đồ nha. Cái gì? Mà may đồ đi, mà cho hư con mắt rồi đó nha. Ơi. Nằm lăn qua lăn. Chắc ta nằm đây chút xíu rồi, lát ta liêm diêm tao ngủ rồi. Buồn ngủ, cũng bắt đầu buồn ngủ trở lại rồi đó. Con cứ lăn qua lăn lại hoài, ngủ không được, sợ bé Na thức nữa. Con đi ra đi luôn cho rồi. Sao nhà mình tự nhiên đang vô cái dịch bệnh mất ngủ à? Sao mà ai cũng ngủ không được đi ra? Bà. Gì? Tôi nói này bà nghe nghe không? Con mình mà nó cứ cà trầy cà trật cà trầy cà trật. Nó không có dính phát nào làm ăn như vậy là tôi nghĩ. Không lẽ nó vậy suốt đời bà? Thì đó, nó là bởi vì hai vợ chồng mình đã khó khăn rồi. Nhà thì nhà của ông bà để lợi. Nó không có nhà riêng. Tụi nó sống chung với mình. Mà không lẽ cứ đà này hoài. Không lẽ suốt đời sao mà mình gì thì càng ngày càng già. Rồi tụi nó làm sao ta? Tôi lo lắm chứ không phải tôi không lo đâu. Phải chi nó có một căn nhà của nó riêng tư hai vợ chồng nó. Sau này có cái gì cũng đỡ. Tôi thì tôi thấy như vậy. Con mình nó lớn rồi, cái nhà này thì mình để cho tụi nó, mình không có lấy theo, phải không? Tôi tính là cuộc đời nó cũng mỏng manh lắm. Tôi tính nữa tôi mà có đi thì tôi hiến xác tôi cho khoa học. Ba lớn tuổi rồi sao mà hiến xác được nữa? Xin hiến cái sự trong trắng con. Trời. Bộ nội tạng của ông cũng đâu còn gì đâu ông hiến. Ông làm như ông ngon lắm hả? Ba lạc quan vậy cũng được rồi chứ hả? Con thấy anh Thái là anh không có lạc quan gì trơn. Từ chiều giờ nhìn vậy thôi chứ anh yếu xìu à. Thái nó... Thằng này nhẹ bóng vía bà ơi. Yếu đuối quá. Mà em thấy... Trời la gì trời. Mới nói nó la trọng nữa con. Trời đất ơi mày vô trọng mày coi chồng gì vậy con? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Gì trời? Anh bị bơi đây nó điên du hả? Nó điên. Nó thất bại nó điên. Thiệt á. Nó thất bại nhiều quá, nhưng nếu nghĩ quẩn ông ha. Chứ gì nữa, tôi nói thiệt với bà nha.
nếu mà nó có mệnh hệ nào. Mày bình tĩnh, mày điên rồi hả? Mình thất bại lần này, lần sau mình làm lại. Con không có sao hết, con đừng có nghĩ mày hết, con điên vậy. Con mày sát con ngàn bên kia con. Cái gì? Thành công rồi. Cái gì? Anh ngủ rồi thành công hả? Vợ mày đẻ nữa hả? Một đứa nữa hả? Cái này mệt à, cái này mệt. Khách hàng người ta chốt cọc, người ta mua nhà rồi. Hả? Em muốn đứng đây. Gì vậy ông? Tôi mừng. Gì vậy? Tôi mừng mà ép tim, hơi nó xuống không tới tụi hò đó. Trời ơi.